1, 2, 3. Chúc các bạn một Giáng sinh ấm áp. Merry Christmas. Hello, xin chào các bạn quay trở lại kênh của mình. Và hôm nay thì có một cái background rất là đẹp, đó là chủ đề Giáng sinh. Và hôm nay chúng ta có hai bạn nữ rất xinh, đây là hai người bạn thân của mình. Và hai bạn để giới thiệu đi. Hello, chào các bạn, mình nói to lên. Hello, chào các bạn, mình là Hương. Xin chào các bạn theo dõi kênh YouTube của Kiên, mình là Thanh, bạn thân của Kiên. Ok, và hôm nay thì như mình nói, đó là chủ đề Giáng sinh và mình sẽ lựa chọn 5 cái mùi hương ở đây để xem là cảm nhận của hai đứa bạn mình xem là mùi hương nào nó sẽ phù hợp với không khí Giáng sinh nhất và mùi hương nào thì sẽ kiểu tạo bất ngờ và chúng ta cùng nhau bắt đầu tìm hiểu mùi hương đó là gì nhá. Trước khi vào video thì mình rất cảm ơn Ellen đã cho mình mượn vài chai ở đây để có thể làm cái video này và mình sẽ mang đến 5 mùi hương ở đây, chúng ta lần lượt nhá. Mình sẽ không xếp theo một thứ tự nào cả mà gần chai nào gần thì mình sẽ xịt thôi. Đầu tiên đó chính là Outerbath của Lusten này. Đây thì cho các bạn. Kiểu hơi hoa quả. Bạn cứ ngửi đi xem cảm nhận của bạn nào. Cảm giác là nó hơi có vị chanh, mát mát. Tại vì thực ra thì những cái mùi hương này mùa đông nó cần sự biến chuyển ấy. Nên bạn cứ ngửi cảm nhận ban đầu thôi. Tí nữa chúng ta sẽ quay lại một vòng. Sau khi ngửi 5 mùi chúng ta sẽ nghỉ một chút và chúng ta sẽ quay lại một vòng. Cảm nhận ban đầu đang là mùi... Nó có ấn tượng không? Không thích mùi này lắm. Không thích mùi lắm nhỉ? Hơi chua. Quan trọng là phù hợp với cái tiêu chí đó là phù hợp với Giáng sinh, với một cái cảm giác kiểu hơi lạnh lạnh Noel, kiểu gần Tết đến đại khái thế. Giáng sinh thì mùi này chưa được ấm lắm. Mùi này nó sẽ hơi mát mát một tẹo. Chắc là do cái đốt nó... nốt nó có phần gì có đó hơi chua chanh. Chanh chanh một chút. Rồi sẽ... chúng ta cứ cảm nhận ban đầu như thế đã nhá. Để đây, để chúng ta tí quay lại. Đã đến mùi thứ hai, đó là Bay Violet của Maison Margiela Retica. Đây cũng là một chai mình rất là thích để sử dụng vào những cái dịp trời lạnh. Được không? Mùi này thì là hợp với cả không khí Giáng sinh này. Ngọt. Ngọt. Nhưng mà nữ đúng không? Không, ngọt như cái sách. Mùi này thơm. Nó sẽ có một cái vai hơi kiểu khét một tí, hơi kiểu cháy cháy một tí. Hơi đầu thì đang thấy kiểu khá là ngọt. Ngọt mà ngọt kiểu nhẹ nhàng, không bị đậm quá, ngọt ngọt nó khét mà giống như cái cream bubbly, cái mặt đường nó đốt lên ấy. Đúng rồi. Nhưng mà hợp không khí hơi sweet game, mình vẫn không thấy nó giống Giáng sinh cho lắm, chưa giống Giáng sinh lắm các bạn, vẫn chưa thấy Giáng sinh ở đâu. Tại vì thực ra những cái mùi hương này nó đều cần một thời gian. Đây chúng ta một chai nước hoa chắc ở đây đắt nhất, đó là MFK đang xoa. Đã chúng ta đã quá quen với Baccarat 540 rồi. Nhưng mà hôm nay mình muốn mang tới đây một chai nước hoa mà trong giới nước hoa người ta đánh giá rất là cao trên nước hoa này. Nên là mình muốn xin cảm nhận của mọi người. Chai nước hoa này thì chắc là có lẽ là cho các bạn kiểu một thời gian thì các bạn mới thấy là sự biến chuyển của mùi hương. Mùi hương này có thể ban đầu nó chưa mùi rượu, chưa được phù hợp cho lắm. Nó là amber cùng với một chút nhựa và vani. Nhưng mà vừa người dân là nó đã hơi chắc là tại vì mùi hương nó khá là kiểu dành cho mùa đông, là nó sẽ có cái xu hướng nó làm nó hơi dày một tí. Mà được cái hộp rất là đẹp, các bạn hít thôi, bạn cho cả hương hít đi. Đã hết vừa rồi, không lại nghiện. Hết cả mùi để hít. Đúng cái mùi đắt thì ngửi lâu. Đắt phải ngửi thì đều có biết bao nhiêu nào chứ. Mùi này cá nhân mình không thích. Không hợp gu à? Không hợp gu lắm. Có được có cái để tạm đây mà. Nhưng mà mùi này đúng là hợp mùa đông thật. Mùi này rất hợp với mùa đông. Kiểu nhiệt độ mà tầm 20 là xịt ngoài hợp lý. Ở đây chúng ta có một chai của nhà Jomolo mình mới mượn được ở bên Ireland luôn. Và chai này thì với một cái tên rất là hay. Tí nữa mình sẽ để cái tên ở phía dưới cho các bạn nhìn. Đây, các bạn nhìn tên này. Đấy. Sao tên như vậy mà nước hoa như kiểu mùa hè này. Cái này còn mùi hơi phấn phấn à? Nó làm theo cái kiểu là nó tạo ra một cái cảm giác như kiểu đang ở ngoài trời tuyết ấy, lạnh ấy. Chứ không phải là nó tạo nên cái hình ảnh. Tức là hoa nhưng mà nó rất là mát. Chứ không phải là hoa kiểu ngọt bị ngọt. Rồi nhá. Ê, cái mùi này tưởng tượng đang ở London ấy.
Lạnh lạnh cảm lạnh. Cảm giác như là cả một cái phố nó toàn đèn ấy, xong rồi trời thì lạnh ấy. Đấy. Thế thì chứng tỏ cái mùi này khá hợp với cả không khí Giáng sinh. Mùi nó cũng khá là fancy luôn ấy. Ừ. Giống kiểu mấy cái mùi xịn xịn mà mình hay ngửi trong khách sạn ấy. Mùi năm sao. Mùi rất là fancy, rất là sao. Chính là đây mình thấy mùi này thì đến giờ mới được khen là mùi gọi là đúng với gọi là tiêu chí kiểu hình ảnh về cái mùa Giáng sinh. Và cái sản phẩm cuối cùng đến từ nhà Gác Long, chén hoa này thì nó sẽ mùi rất là đặc biệt. Đây cho bạn. Tôi thấy bạn hóng từ nãy đến giờ kiểu mãi chưa đến lượt bạn. Kiểu sao từ nãy giờ cứ đưa cho tôi trước. Sao đưa Thanh mà chả thấy đưa Hương gì cả. Nhưng mà sao bạn nhìn vào bạn là... nhìn vào ta toàn đưa cho Hương trước. Hai chai đầu là đưa cho Hương trước, hai chai sau là đưa cho Thanh. Chín lần lượt. Bạn biết mùi gì không? Dí. Mùi này dí. Nó ngọt hơi kiểu fruity ấy, kiểu hoa quả ấy. Mùi này cảm giác kiểu để cho Thanh đoán này. Hơi kiểu rượu hoa quả tí. Vàng à? Ở đấy. Có thể là hình dung ra là vàng. Cái rượu nóng mà uống. À đúng rồi. Đúng rồi. Uống cái rượu nóng mà cái rượu nóng mà tên là gì? Tên là gì hả? Đúng rồi. Cái rượu vang nóng pha với quế cùng đúng rồi. Đúng rồi. Nó ra cái đấy. Nó ra cái vai như thế. Đúng rồi. Hợp. Con này thì chắc là cũng có lẽ hợp với hình ảnh Giáng sinh nhỉ? Mình tưởng tượng ra cái mùi rượu đấy thì nó là Giáng sinh rồi. Mà chỉ có Giáng sinh thì người ta mới làm. Đúng rồi, chỉ có Giáng sinh người ta mới uống cái rượu đấy thôi. Bây giờ chúng ta để ở đây nhá. Thì chúng ta sẽ quay lại để xem là mùi hương nó có sự biến chuyển, và xem là mùi hương nào các bạn thì sẽ chọn là mùi phù hợp với Giáng sinh nhất và nó sẽ ấn tượng nhất. 2 hours later. Rồi, chúng mình đi vừa nghỉ một lúc giao lưu trò chuyện, và bây giờ chúng ta quay lại với những cái mùi hương này xem là độ biến chuyển của các mùi hương ra sao. Thế bạn lại ngửi đầu tiên à? Ơi, bạn cứ ngửi đi. Đây chính là Eau de Bath nhá. Còn đây là Maison Manzella by Fabulous này. Xem là hai bạn có thể đổi nhau xem nó bắt đầu mùi hương nó có sự biến chuyển, nó sẽ phù hợp chưa. Mùi này nó vẫn ngọt. Mùi này vẫn mặc dù dry down rồi nhưng mà nó vẫn rất là ngọt. Mùi này thì bắt đầu chuyển sang hệ ấm hơn. Con này đúng không? Kiểu ấm áp. Cái mùi ban đầu bạn không thích đúng không? Mùi ban đầu cũng thích thì con này, nó... Con này tôi xịt đi uống rượu mấy lần với bạn rồi. Bạn ớt hơi đúng là kiểu bánh quay. Rượu rượu. Bạn khen là... Tôi nhớ là bạn... Thế thì chắc là... Tôi kẹp bạn rồi. Tôi hay là lên da kia nó đẹp. Chắc có thể lên da kia nó đẹp nên là nhìn Hương nó mới thấy cái mùi nó. Đây là một mùi gọi là vani đỉnh trong đậm giá. Rất là ngon. Ôi mùi này... Ngon okay, chưa? Okay. Thích chưa? Thích rồi đúng không? Bắt đầu thấy hợp rồi đấy. Bây giờ em này thì hai bạn chấm khoảng tầm bao điểm trên thang điểm 10? Em đấy là Thanh đang cầm đấy ạ? Ừ đúng rồi. Để trên thang điểm 10 hả? So với cái ban đầu với cái bây giờ thì các bạn ban chấm... đầu thì chắc là vì không thích cái vị cái chanh nốt này ban đầu đúng không? Thế nên là ban đầu thì chắc là khoảng tầm 5 điểm. Thế bây giờ nhưng mà sau khi đã lên hết các nốt rồi thì chắc là sẽ được lên đến 7. Ok. Hương là chấm 7 trên 10. Ông Thanh. Thực ra là tao thì tao thích cái mùi nó chanh ấy. Lúc nào tao cũng thích cái mùi chanh, mùi nó hơi nhiệt đới tí. Nên là lúc đầu thì thực ra là nó chỉ là nó không hợp với mùa đông thôi. Nó không hợp với Noel. Không hợp là với cái chủ đề ngày hôm nay. Đúng rồi. Chứ không phải là nó không... Chứ không phải mùi nó bị kỳ. Thì lúc đầu chắc là chấm khoảng 7 trên 10. Nhưng bây mà giờ? Bây giờ 8 rưỡi trên 10. Rất là ok. Mùi okay. Này các bạn có thể xịt đi chơi vào buổi hẹn đầu tiên cũng được. Đấy. Rất là an toàn. Nó hẹn đầu tiên mà đúng Giáng sinh thì mùi này ok đúng okay. Không? Còn bây giờ đến mùi hương này. Maison Manzella. Đó biết nhận xét nhỉ? Bạn này nói mất. Bạn lại nói mất. Mùi này là không biết nhận xét như thế nào. Thích hay không? Đó mạnh là nó có hợp gu không đã? Mới đầu thì là hợp gu đúng không? Mới đầu bạn khen vì nó ngọt. Vì nó ngọt, vừa phải, nhẹ nhàng. Nhưng mà về sau thì thấy khá là đậm hơn. Đậm hơn? Nhưng mà đậm hơn lại hơi thành bị ngọt quá. Lại bị ngọt quá hả? Thành hơi bị ngọt quá. Cái này thì chắc là phải một ngày Noel cực kỳ lạnh. Lạnh.
Sài Gòn thì tầm 15 độ. Sài Gòn là không được nha các bạn. Đúng rồi, chắc là phải Sài Gòn là chắc chắn không được. 15 10 15 độ dùng thì chắc là hợp lý. Thôi chấm điểm đi. Chấm điểm đi. Ban đầu thì 8. Ok, ban đầu 8. Bây giờ thì bây giờ xuống mấy? Phải xuống 7. 7. Ờ ok, bạn có vẻ thích anh 7. Bạn mình chấm điểm cũng đắt đấy. Chấm đắt. Hơi khó tính ấy. Thật ra nhá, cái mùi này write down nó xuống nó cũng không khác gì mùi nốt đầu lắm. Theo nó bị đậm hơn. Ừ, nó chỉ nồng nàn hơn thôi. Ờ, thì đang xu hướng là tìm một mùi mùa đông mà. Mùa kiểu Giáng sinh phù hợp với không khí như thế. Thì thứ nhất là xem là nó có phù hợp không. Tôi thấy 15 độ nó vẫn hơi nóng, bạn đã trời phải tuyết rơi mới xịt được cái mùi này. Ngon trời ơi, phải u vì nó quá ngon. Gu của bạn không phải là gu ngọt. Tớ bạn là kiểu thích mùi mát. Đúng rồi, okay. Mình lại còn không phải là mùi thích mùi ngọt quá nữa. Nên là mùi này không phải gu mình. Thì cả trước cả sau đều chỉ cho 6 điểm. Nếu mà thôi yêu thích, nhảy được yêu thích của mình nên mình cho thành 7. Ok, 7 nhá. Rồi, và chúng ta cùng nhau đến với mùi hương số 3. Mùi của ép cây vào đây cũng là mùi rất là đắt đỏ. Đấy ơi bạn đắt xem ừ. nghe đắt đỏ nghe, là, nghe đắt đỏ điểm không dám chơi nghe thôi chấm điểm của mày ơi khó. Có tiền nào của đấy không bạn? Nó vẫn không như nó vẫn không phải khu nó vẫn không phải khu của mình thật. Trong con này thì thực ra mùi thì... này thì bây giờ lên nó đậm mùi gỗ là xoa con này ra đây nhiều người nói là nó không sẽ không định mũi được số đông cho lắm. Đúng rồi, kiểu cái mũi và nó sẽ nó kiểu có xu hướng dành cho người chơi nó, nhiều hơn. Ngọt giống 540 à? Ừ. Không nghĩa là kiểu nó, đấy. Nó có mùi gỗ nhưng mà nó cũng lại ngọt. Đây, nó ấm nhưng mà cảm giác mùi này hợp với cả Noel. Kiểu không khí ngồi bên bếp lửa kiểu cho người cái nào tò mò. Con này hít chậm, hít sâu chậm. Thì thấy nhớ vai nó hơi nó rất là cuốn mũi, nó rất là ừ đúng rồi. Nhưng mà thực ra thì cái này nếu mà quá là nịnh nhưng mà nó anh nào xịt mùi này chắc là mình chấm đấy. Chấm. Thế là mùi này nó cũng không phải tại vì cảm giác là xịt lên người nếu mà anh nào mà lên mà da đẹp ý thì cảm giác nó sẽ làm một người rất là chín chắn trưởng thành. Ờ đấy, chầm đấy. Bảo là anh nào dùng mùi này thì nó cũng phải hơi già tí, hơi trưởng thành. Phải kiểu hơi trưởng thành, phải cứng dùng cái mùi này kiểu cảm giác như anh thì đang mặc một bộ suit. À. Xong rồi kiểu nói chung là cũng lên đồ. Lên đồ. Không mà mùi này hợp hợp đêm Noel. Hợp đêm Noel thì bây giờ các bạn chấm điểm đi. Để mà hợp với cả Noel. Nó xoa của nó FFK. Chắc là cái này sẽ cho 9. Mặc cho 9 điểm. Mặc dù không phải gu không phải gu của mình, không phải nhưng mà để mà tiêu chí hợp với cả Noel thì mùi này chuẩn. Với lại đã bị đắt nữa. Đấy là nó lúc đầu nữa bị nghe thì đắt mình rồi. Mình đâu biết giá đâu, mình chỉ biết là đắt ừ, thôi. Chỉ biết là đắt thôi nhưng mà không biết là bao nhiêu. Ok nhá, vậy là hai bạn đều chấm 9 điểm. Mùi hương này. Mặc dù đều không phải là gu của hai bọn tớ nhưng okay. Mà tớ thấy vẫn rất là ok. Đây và chúng ta cùng nhau đến với cái mùi hương mà lúc đầu hai bạn cũng rất là mùi lần đúng không? Để cho Thanh mùi trước đi. Mùi London của Thanh, xem bây giờ còn ra cảnh London nữa không? Vẫn mẹ ạ. Nó vẫn rất sang như lúc ấy. Nói chung là bạn nữ nào mà hôm đấy kiểu hẹn hò mà đi những cái chỗ Tôi ngửi mùi này ấy, thì tôi nghĩ là bạn này kiểu bạn nữ cô đơn trong mùa Noel. Bị lạnh ấy. Nhưng mà ngửi mùi nó rất là thanh lịch. Thế nên là nếu mà bạn nữ nào mà thích cái mùi nó nhẹ nhàng vừa đủ thì cái mùi này rất là ok để đi hẹn hò. Vâng nhưng mà nó người nó thanh lịch thật. Bây giờ lên mùi thơm thật. Kiểu nó phấn nhẹ và nó không hắc như lúc ban đầu. Mùi này ấy, thì thực ra là nhà Zumalo này họ chỉ sản xuất vào cái mùa Noel này thôi. Còn bình thường thì sẽ không mua được. Đấy. Đây là một cái điều rất đặc biệt, bộ này thì trong bộ Giáng sinh. Năm nào cũng vào Giáng sinh hay là chỉ Giáng sinh này? Năm ngoái họ có mùi này, năm nay thì họ cũng làm lại mùi này. Nhưng mà bình thường thì sẽ không mua, còn nếu mà trong năm bình thường thì không mùa được. Nghĩa là đúng vào dịp Giáng sinh thì bạn sẽ mua được mùi này. Nó khá là đúng với cái ý nghĩa, còn quan trọng là mùi thì các bạn sẽ... Các bạn ở Sài Gòn mà hôm Noel xuống 18-20 độ thì xịt mùi này hợp lý. Chuẩn, rất đấy, hợp lý luôn. Bạn mình đi trốn dịch thì mới ra ngoài Hà Nội thôi. Còn nếu mà không dịch thì bạn mình đã ở trong Sài chắc Gòn. Chắc là hẹn nó đêm Noel mà trong Sài Gòn mình sẽ xịt mùi này. Rồi, ok, bây giờ hai bạn chấm điểm đi. Chấm à? Mùi này chắc là 8 đấy. Rồi. Rộng rãi cho 9, tại rộng rãi, cho 9 tí, chấm 9 nhiều, cứ chấm ngang theo nhau tí lại mùi.
lựa mình, chọn ra một cái mùi hương. Mình chọn được mùi của mình rồi. Bạn đừng lo. Rồi, chúng ta với nhau đi. Mùi hương cuối cùng, mùi theo như các bạn nói là tạo ra cảm giác cái vai rượu ở trong những cái quà, những cái đồ uống đặc biệt ngày cho ngày Giáng sinh. Nhưng bây giờ chắc chắn là nó sẽ khác. Nó lên một tông khác luôn. Ừ. Kiểu không liên quan đến cái mùi lúc nãy đâu nè. Không liên quan đến tông rượu luôn. Nó ra mùi mát hơn hẳn. Ừ. Lại mát. Ừ. Hơi kiểu mát. Ngọt ngọt, kiểu hơi ngọt. Nó ngọt thanh ấy. Ừ, nó ngọt thanh chứ nó kiểu không ngọt kiểu hoa quả ấy. Nó có vẻ hơi trẻ nhỉ? Nó đúng rồi, nó bị trẻ quá mà nó không ra được cái độ sâu như cái mùi lúc đầu. Mùi lúc đầu nó là mùi rượu, nó rất là sâu, nó rất là cuốn. Nhưng mà mùi này tự dưng kiểu như nói chuyện với một anh xong lúc đầu nghĩ thấy anh này cuốn thế, xong tự dưng ngửi mùi xong thấy anh trẻ con. Kiểu không được sâu như lúc đầu mình nghĩ. Lại trở thành phi công. Cái này nó lại không hợp Giáng sinh lắm. Ờ, con này trên giấy thì nó cũng hơi khác. Thế là thôi, có dịp thì mình sẽ test ở trên da sau. Thế là thôi, bây giờ mùi này các bạn hãy chấm điểm tạm đi. Mùi này để mà chấm điểm thì ban đầu là phải cho 8.5 đấy. Nhưng mà để mà đến bây giờ thì chắc là chỉ khoảng tầm 7.5. Mình cho 7 điểm. Rồi, lúc đầu điểm. Mùi rượu, nếu mà nó được cái mùi rượu như lúc đầu thì chắc là cho 8.5 đấy. Ok, và vừa rồi thì mình với cả Hương và Thanh đã thử qua những cái mùi hương ở đây, kể cả khi top note và khi dry down rồi. Và chúng ta đã chọn ra hai cái mùi hương được đánh giá rất là cao, đó chính là găng xoa của MLK và một sản phẩm đến nhà Jo Malone. Và bây giờ thì mình muốn hai bạn chọn ra xem là mùi hương nào sẽ phù hợp với Giáng sinh, với cái chủ đề Giáng sinh đã nhá. Các bạn có cần gửi lại không? Có. Đây. Lại nhé. Các bạn gửi lại xem bây giờ chúng ta tìm được cái mùi hương nó phù hợp với chủ đề Giáng sinh. Cái này là Jo Malone đúng không? Cái đấy là Jo Malone, cái này gửi phép hai mùi khác hẳn nhau luôn. Không. Một cái vai lạnh, một cái vai ấm thì đúng là phù hợp với cả Giáng sinh Hà Nội. Găng xoa đúng không? Cái phù hợp với cái Giáng sinh Hà Nội. Cái này là đúng Sài Gòn rồi. Cái này thì đúng Sài Gòn. Đấy. Chúng ta có hai cái lựa chọn nhá, phù hợp Giáng sinh. Còn theo bạn thì mùi hương nào bạn ấn tượng nhất? Nếu như để chọn năm một thôi. Chắc là ba mùi còn lại thì không được chọn rồi đúng không? Nhưng mà trong hai mùi hương này, nếu mà để chọn một cái mùi hương gọi là gây được ấn tượng. Để mà ấn tượng ấy hả? Thì ai xịt, nam xịt hay nữ xịt? Nam xịt đi. Nam xịt thì là mùi này rồi. Nam xịt thì răng xoa rồi. À, nam xịt thì là răng xoa, còn nữ thì là em này. Ok, và có lẽ là ngày hôm nay chúng ta có hai cái tên đại diện cho hai miền Nam Bắc và đại diện cho hai giới tính, một bên là nam, một bên là nữ. Thì đó là cảm nhận của mình và Thanh và Hương. Không biết là cảm nhận của các bạn về hai mùi hương này là sao. Các bạn đã sử dụng qua những mùi hương này chưa, để bình luận ở phía dưới. Và đừng quên việc là like, share như ấn nút chuông theo dõi để nhận được những cái video mới hơn của mình nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.